Có lẽ các bạn chưa biết những điều này về ngành công nghiệp chuyển giới tại Thái Lan. Xin chào các bạn. Trận bóng đá Việt Nam Thái Lan vừa diễn ra. Tuy nhiên, video này mình không nói về bóng đá mà sẽ là một chủ đề rất thú vị nhưng cũng sẽ rất có ý nghĩa nhân văn đối với những người chuyển giới hoặc những người thuộc giới tính thứ ba. Như các bạn đã biết, Thái Lan là đất nước quá nổi tiếng về trình độ y học phẫu thuật chuyển giới. Họ không chỉ nổi tiếng trong mắt những người dân nước láng giềng xinh đẹp mà còn nổi tiếng trên toàn thế giới. Chuyển giới ở Thái Lan là việc quá phổ biến và đời thường. Bạn có thể bắt gặp những người chuyển giới bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu. Có thể là trên xe buýt, có thể trên tàu điện, hay trong quán bar, khu đèn đỏ, hay là trong nghị trường chính trị. Thậm chí có những người đã từng là ứng viên ghế thủ tướng mới gần đây. Kể cả trên những quảng cáo phát ra toàn cầu, hình ảnh người chuyển giới cũng được xuất hiện rất thường xuyên. Có lẽ mình ngồi đây viết về chủ đề chuyển giới là do đất nước mình còn có một ánh mắt hơi đặc biệt với người chuyển giới. Mình không nói là kỳ thị nhé, chỉ là một chút gì đó đặc biệt hơn người bình thường thôi. Nhưng ở Thái Lan sẽ chẳng có ai ngồi làm video này cả, bởi đó là điều rất đỗi bình thường và hiển nhiên trong cuộc sống. Gặp một người chuyển giới ở Thái Lan cũng dễ như gặp một người dùng điện thoại iPhone ở Việt Nam vậy. Một điều nữa khiến cho mọi người dân trên toàn cầu biết đến đất nước Thái Lan với trình độ phẫu thuật chuyển giới, đó là trình độ của họ thực sự rất giỏi. Từ năm 1975, Thái Lan đã bắt đầu những ca phẫu thuật chuyển giới tính đầu tiên và đến nay thì mỗi năm đã có 2 triệu lượt khách từ khắp mọi nơi trên quả đất bay về Thái Lan để thực hiện những thay đổi về giới tính của mình. Theo thống kê, thực hiện một ca phẫu thuật chuyển giới ở Thái Lan có giá rẻ chỉ bằng 1 phần 3 số tiền bỏ ra ở các nước có trình độ y học hàng đầu thế giới như Mỹ. Ví dụ như với khoảng 250 triệu, một anh chàng hoàn toàn có thể lột xác ở Thái Lan thành một cô gái xinh đẹp. Thì sang Mỹ, để có những thay đổi tương tự, người ta phải chi số tiền lên đến hơn 800 triệu. Mà trình độ chuyên môn của họ thì siêu cao, cao tới mức nếu chỉ nhìn một người đã phẫu thuật chuyển giới, thì bạn sẽ khó mà nhận ra nếu không khám phá sâu bên trong lớp quần áo. Đó là lý do vì sao Thái Lan có sức hút siêu mạnh với khách hàng đặc biệt này. Bloomberg cho biết mỗi năm Thái Lan thu về khoảng 4 tỷ đô la qua việc phẫu thuật chuyển giới. Để cho các bạn dễ hình dung về khoản tiền này lớn thế nào, mình sẽ đưa ra một so sánh, đó là 4 tỷ đô bằng giá trị thủy sản mà Việt Nam khai thác trong năm 2018. Vậy mới thấy, biết dùng đầu óc và trí thức thì chẳng cần vất vả vẫn kiếm cả núi tiền. Bên cạnh đó, do nổi tiếng về chuyển giới với tên gọi thiên đường chuyển giới và có nhiều sự kiện lớn tôn vinh người chuyển giới như các cuộc thi người mẫu, hoa hậu đã giúp Thái Lan thu hút một lượng khổng lồ khách du lịch. Theo thống kê, chỉ riêng du lịch liên quan đến chuyển giới đã mang lại cho Thái Lan một nguồn thu khủng khiếp lên tới 5,6 tỷ USD mỗi năm. Chuyển giới ở Thái Lan vừa tạo ra một nguồn thu khổng lồ, vừa mang lại cơ hội được sống với giới tính thật của mình cho những người thuộc giới tính thứ ba, một điều mà họ luôn khao khát có được. Bên cạnh đó, đất nước Thái Lan cũng rất thoáng với vấn đề này. Mặc dù vẫn tồn tại những sự phân biệt với người chuyển giới, như trong các công việc nhà nước họ sẽ khó được nhận, hoặc gia đình đôi khi vẫn ngăn cản chuyện chuyển giới. Nhưng cơ bản là họ đã có thể sống tự do, không bị kỳ thị và bắt gặp những ánh nhìn lạ lùng từ xã hội. Có thể nói, họ đã cảm nhận được hạnh phúc thực sự khi sống thật với giới tính và được xã hội Thái Lan công nhận, nơi được gọi là thiên đường chuyển giới. Một điều thú vị là do chuyển giới đã trở nên bình thường và phổ biến, nên các cô gái chuyển giới cũng không gặp nhiều rắc rối trong cuộc sống và dễ dàng kiếm tiền hơn so với lúc họ còn là đàn ông. Vì vậy, theo một thông tin mình biết được, không rõ đúng hay không, thì nhiều người đàn ông cảm thấy khó khăn với cuộc sống đã chọn con đường chuyển giới, mang dáng vẻ phụ nữ để dễ kiếm tiền hơn. Và ngoài trình độ y học phát triển, thì đây là những lý do mà người chuyển giới ở Thái Lan cực kỳ phổ biến. Đó là một là yếu tố tôn giáo. Thái Lan là quốc gia theo Phật giáo Tiểu Thừa. Tiểu Thừa khác Đại Thừa ở nguyên tắc tự giác ngộ và tinh thần bản ngã tuyệt đối độc lập. Có tới 95% người dân của nước này theo Phật giáo. Và từ nhỏ, mỗi người đã được học trong những ngôi trường xây trong chùa hoặc có chùa bên cạnh. Chính vì chịu ảnh hưởng của Phật giáo, người dân nơi đây sống theo nguyên tắc vô cùng tôn trọng người khác. Chỉ cần không phải là hành vi vi phạm pháp luật, người Thái Lan thường không chủ động can dự hoặc lên tiếng chỉ trích. Và vấn đề chuyển giới cũng không ngoại lệ, họ nhìn nhận vấn đề này tương đối thoáng, với thái độ khoan dung, thậm chí còn cho rằng ai cũng có quyền tự quyết định về cơ thể mình, không một ai khác có quyền can thiệp, bình luận hoặc lên án. Hai là yếu tố địa lý. Nằm trong khu vực Đông Nam Á,
Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, thói quen sinh hoạt của người dân đa phần theo xu hướng ưa tĩnh, ít vận động. Theo thống kê tổng kết của các cơ quan y tế Thái Lan, những người chuyển giới đa phần có gen di truyền hoặc là bị rối loạn nội tiết hoặc là bẩm sinh, mà một phần là ảnh hưởng do yếu tố môi trường nói trên. Thực ra cái lý do thứ hai là mình chắt lọc từ một bài báo, nhưng mình thấy nó không thuyết phục lắm vì không có bằng chứng chứng minh cụ thể. Cuối cùng, Thái Lan vẫn được coi là thiên đường của những người chuyển giới, điểm thu hút trí tò mò của du khách khắp nơi trên toàn cầu. Nhiều người mong muốn tới Thái Lan để tận mắt nhìn thấy hình ảnh và cuộc sống của những người chuyển giới nổi tiếng với vẻ đẹp không chút tì vết. Nhưng dù sao thì người chuyển giới cũng là người bình thường, và hầu hết giới tính không phải do người ta tự quyết định, mà họ chỉ đơn giản là sống thật với bản thân để có cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc thực sự. Vậy nên chúng ta, những ai vẫn còn kỳ thị hay cười nhạo giới tính thứ ba thì nên dừng lại. Cuộc sống mà, lúc này mình cười người ta thì sẽ có lúc bị người ta cười lại, nên tốt nhất cứ hài hòa mà thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.